Đoạn đường nó đẹp nhỉ. Cầu đi rồi kia kìa, đi lên cầu như thế nhỉ. Đại cổ Việt rồi đấy. Hay đường à. Đường mới anh ạ. Trường Cất Chân ở Đại cổ Việt. Quá rộng luôn nha. Anh ơi, anh đã ra đây đã ăn được bữa lòng lợn nào chưa nhỉ? Chưa. Em phát hiện được ra một quán lòng lợn ngay gần công ty mình ở chỗ thuê, rất ngon. Để em bảo chúng ta thiết kế ra từ giờ đến hôm thứ hai. Hôm nay là từ mấy giờ nhỉ? Thứ sáu. Này kêu cầu gì ta? Cầu vượt rồi, không có tên này. À. Những cái cầu này không có tên. Cầu vượt rồi. Cái ngã nào đó thôi, ví dụ ở đây thì nó sẽ là cầu vượt Trần Khát Chân với cả là Lò Đúc. Trần Nhật nhỉ, rất hay. Mà nhiều nước thoáng. Nước thoáng. Nói chung nữa bảo sao thì cũng thích Trung Quốc xây cái gì cũng chán. Cái đường trái là đường trái nó làm cái đó thì thấy đẹp không, tuyệt vời luôn. Trang anh nhá. Vâng. Đúng rồi nhỉ. Tại em thấy là cái trái này